Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ tai nạn đường bộ thảm khốc tại miền Bắc Bangladesh vào ngày hôm qua 20 tháng 10. Theo cảnh sát Bangladesh, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Baragram ở Nature, cách thủ đô Dhaka khoảng 220 km. Hai xe chở khách bị hư hại nặng vì đâm trực diện. Số người thiệt mạng có thể tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Bangladesh là một trong những quốc gia có tỷ lệ người tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất thế giới, với khoảng 10.000 người chết mỗi năm, chủ yếu do chất lượng đường xá và phương tiện xuống cấp.